Xin chào các bạn, mùa Giáng sinh trên mọi nẻo đường đang báo hiệu một năm 2014 nhiều sự kiện sắp kết thúc. Nếu bạn không có gấu để rong chơi hưởng thụ khí trời lạnh giá, hay vì ghét những sự bon chen ồn ào, hỗn loạn ngoài kia, thì hãy cùng mở ngay thiết bị di động của mình và cùng thưởng thức những tựa game đặc biệt dành riêng cho mùa Giáng sinh 2014 này nhé! Roller Polar của nhà phát triển Nitrome mới ra mắt là game mobile trong vài ngày vừa qua. Sở hữu lối chơi nhanh và độ khó đi cùng cực cao khiến game thủ vô cùng thích thú khi trải nghiệm trong thời gian ngắn. Trong game, bạn sẽ điều khiển một chú gấu Bắc bé nhỏ, khá dễ thương, đứng trên đỉnh của quả cầu tuyết khổng lồ. Bạn có nhiệm vụ điều khiển chú gấu này vượt qua và né tránh các chướng ngại vật. Độ khó của trò chơi đã tạo nên sự hấp dẫn đối với người chơi, tương tự như tựa game Việt đình đám một thời Flappy Bird. 2020 My Country là game chiến thuật xây dựng thành phố. Trong game, bạn sẽ xây dựng và quản lý một đô thị tương lai từ một chuỗi các hòn đảo. Bạn có thể tùy chỉnh mỗi tòa nhà với hàng ngàn các tính năng, đồng thời cũng phải luôn đề phòng với những thảm họa tự nhiên như động đất, lũ lụt, các cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh. Trong phiên bản Giáng sinh này, người chơi sẽ được tham gia vào một nhiệm vụ hấp dẫn là tìm kiếm ông già Noel mất tích bí ẩn. Bên cạnh đó, game thủ có thể đặt một cây thông Noel tại giữa thành phố của họ và trang trí nó hay tặng quà cho bạn bè. Airport City là một tựa game mô phỏng. Nhưng thay vì xây dựng thành phố với những đô thị xa hoa tráng lệ, thì bạn sẽ xây dựng một sân bay hoành tráng cùng những chiếc máy bay hiện đại. Trong phiên bản Giáng sinh 2014 này, người chơi sẽ cần giúp ông già Noel Santa khi ông bị mất xe và quà tặng của mình. Người dùng có thể hoàn thành 4 bộ sưu tập Giáng sinh độc đáo và thực hiện các chuyến bay đặc biệt Noel đến mọi nơi trên toàn thế giới. Ngoài ra, điểm thú vị hơn cả là cơ hội được xây dựng các tòa nhà đặc biệt mùa đông hay tàu máy bay mới mang tên Z-Power Sleigh. Sunshine Bay là một game mobile xây dựng thành phố đến từ nhà phát triển Game Inside. Trong game, người chơi có thể tạo ra một địa điểm tuyệt đẹp quanh bờ biển của riêng mình và kết hợp phát triển giao thông trên biển. Bạn sẽ phải xây dựng nhiều căn nhà nghỉ mát sang trọng, những nhà hàng nổi tiếng, có chất lượng tốt và spa chu đáo, cùng nhiều hoạt động giải trí thú vị nhằm thu hút những vị du khách tới đây. Tham gia vào Sunshine Bay, bạn sẽ cảm thấy thư giãn trên một bãi biển chan hòa ánh nắng, thưởng thức không khí của biển, cảm nhận không khí trong lành, lãng mạn và có chút phiêu lưu. Phiên bản Giáng sinh sẽ có thêm một cây thông Noel ngay giữa hòn đảo cùng một số tính năng đặc biệt khác. Mirror of Albion là tựa game phiêu lưu giải đố hấp dẫn đến từ nhà phát hành Game Inside. Toàn bộ bối cảnh của trò chơi này sẽ diễn ra trong không gian huyền bí của Victorian England, kết hợp cùng những câu chuyện huyền thoại bí ẩn, những vụ trinh thám đầy bí hiểm của thám tử lừng danh Sherlock Holmes và vô vàn những hình ảnh hết sức quyến rũ của nàng Alice ở Wonderland. Tham gia Mirror of Albion, nhiệm vụ của bạn là phải từng bước đi sâu vào khám phá thời đại của Victorian ở London với những thử thách phải đối mặt với những nỗi sợ hãi. Với những tên trộm hành tung bí ẩn. Phiên bản Noel của Mirror of Albion đã được cập nhật với một dòng nhiệm vụ mới để người chơi trang trí cây thông Noel. Vào cuối của chuỗi nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được quyền truy cập vào một vị trí mới bí mật. Bên cạnh đó, tính năng thú vị của mùa Noel như tìm kiếm trang phục của ông già Noel, xây dựng người tuyết với bạn bè, tương tác với các chú chim cánh cụt cũng đang chờ người chơi khám phá tại tựa game này. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!